Đấy, chuẩn bị nấu lẩu mắm đây. Tôm nãy giờ nó nhảy đông đống đống, giờ nó ngợp mệt rồi. Đây, đây là những sản phẩm chuẩn bị nấu lẩu mắm đây. Giờ đang xắt thịt để mắm được rồi. Đẹp hen. Đây, giờ đang cho dầu vô đây, cầm đi mấy cô, đừng có nhúc nhích nha cô. Đó, giờ cho chả vô. Lại tiếp là tôi bị lóc. Mắm, mắm, lẩu mắm. Trời ơi, cho cay luôn nha. Trời ơi, cay luôn, cay luôn. Càng cay càng ngon chị. Đó. Ăn cay được không? Đó. Quá được luôn. Trắng như chớ luôn mà. Đó, ta bỏ ớt những mai mà không cay nữa thì thôi. Đó, thấy chưa? Cấy xả cho nó vàng lên. Nó vàng xả. Đó. Rồi bắt đầu có muốn nhảy mũi. Bỏ nhiều ớt vô cho cay. Đây là xả bào. Xả bào ớt sắc. Rồi hết 100g ớt luôn. Rồi tiếp tục. Ngải bún. Ngải bún vô. Đây là ngải bún. Đó, ngải bún nè. Không có ngải bún không ngon nha. Đó, có ngải bún ngải ngon nha. Để răng thêm mùi vị á mọi người. Có ngải bún vô. Đó, bỏ vô thôi. Bỏ vô thôi. Đã chắc vô đây. Được rồi, tắt đi chút quay lại chị. Cho tí xả này vô nó ngon. Đó. Rồi. Xào lên. Rồi. Đây là củ riêng nha. Rồi, củ riêng. Củ riêng vô luôn. Đó. Bỏ riêng vô là mùi thơm lên này. Củ riêng thơm ha. Rồi, tới gì nữa? Tay là nè, bà cô lót đã rửa sạch sẽ rồi, em không có sợ. Giờ muốn nhảy mũi rồi nha. Rồi. Tăng lên. Nhảy mũi rồi đó. Nó nấu rồi đó, giờ đổ nè, đổ dớp xương ra. Để nó dính còn xương. Dớp xương ra đó. Đó, thấy chưa? Thấm thơm quá chị. Thơm. Màu nước đỏ. Đó, thấy chưa? Nè. Rồi bỏ cái bỏ cặn. Rồi. À. Ăn cho xỉu luôn. Đó. Thơm bỏ vô. Rồi tất cả bỏ vô. Rồi xới lên. Đó, đúng không? Mình làm cái này nha. Bỏ vô đi trước. Rồi thơm nè. Rồi rồi. Bự dễ sợ luôn. Chị hết luôn hay là tắt? Chưa đi. Nè. Ôi trời ơi, nó nhảy. Tắt luôn, hết luôn hả? Mày cứ làm đi, mày hỏi cái gì vậy cô? Đó, giờ mình đem ra kia. Rồi. Rồi, cuối cùng. Cho vô luôn, cho nó đẹp luôn. Thì mày lóc hả? Yeah. Rồi.